Nếu bạn tập trung vào, bạn làm quyết liệt vẫn thành công, không nhất thiết phải nhiều sản phẩm. Nhưng bột làm trắng bây giờ, đúng không? Thứ nhất là số lượng sản phẩm như vậy trên thị trường vô cùng nhiều, A, B, C, X, Y, Z, Y quá nhiều luôn. Ý tôi là cạnh tranh rất lớn, mà người ta ra những sản phẩm đấy nhiều năm nay rồi. Bây giờ các bạn mới ra và các bạn không có ngân sách làm marketing, các bạn không có chiến lược nào, cứ tìm mấy người đang bán xong thì chạy. Nếu làm không bài bản, nếu làm không có thủ lĩnh, không có chiến lược như chúng tôi không nói chúng tôi sẽ thành công, nhưng mà ít nhất các bạn sẽ nhìn thấy chúng tôi có chiến lược, ít nhất các bạn nhìn thấy chúng tôi có sự quyết tâm, đúng không ạ? Hội thảo rồi chương trình rồi chạy quảng cáo vân vân, rất là nhiều thứ, và chúng tôi chưa hề đặt kỳ vọng về chuyện là doanh thu lợi nhuận gì cả. Chúng tôi bây giờ quan trọng là gì ạ? Mục tiêu của Kiều Anh là làm sao có 300 đại lý trong một tháng, 500 đại lý trong hai tháng, tăng liên tục như vậy. Các bạn, tôi không dám đánh giá là sản phẩm của bạn tốt hay là không tốt, nhưng mà quan điểm của tôi, quan điểm cá nhân của tôi là tôi rất kỳ thị những sản phẩm bán trắng. Với những hiểu biết của tôi về sản phẩm thì tôi sẽ không chọn sản phẩm để bán. Bởi vì các anh chị biết là tại sao bọn Hàn Quốc, bọn Pháp nó cha đẻ của ngành mỹ phẩm mà nó không làm khoáng trắng, mà cứ Việt Nam thì lại làm khoáng trắng. Phải đặt ra các câu hỏi là vì sao nó trắng được, đúng không ạ? Và trong tương lai các bạn không hề biết rằng là trong tương lai, tôi không chắc chắn về điều đấy, nhưng trong tương lai có thể sẽ gây ra rất nhiều hậu quả liên quan đến các bệnh lý về da mà người tiêu dùng không hề biết, bản thân họ không hề biết, họ chỉ thích trắng bởi vì gu đàn ông Việt Nam là thích trắng. Hiểu ý tôi không? Tại sao phụ nữ phải trắng? Bởi vì gu của đàn ông là thích trắng. Chứ nếu mà cứ mấy thằng đàn ông Việt Nam như bọn tôi ấy, và cứ toàn tìm mấy em mon anh mà trông bẩn bẩn đấy là kiểu bọn Tây ấy, tức là gu của Tây là nó tắm nắng suốt ngày ấy, thì các chị em chỉ có đi tắm nắng thôi, chẳng ai đi tắm trắng cả. Đấy là do gu của thị trường. Nhưng tôi không có ý nói là sản phẩm của bạn không tốt, tôi hoàn toàn không có ý như vậy. Nhưng mà quan điểm của tôi và hiểu biết của tôi về thị trường là tôi sẽ không làm sản phẩm đó. Còn câu hỏi của bạn là làm thế nào để bán được, đúng không? Thì từ sáng đến giờ tôi trình bày sao sản ra sản đấy là để làm thế nào để bán được. Hay là bạn muốn tôi mua lại từ đầu cuối? Ừ, đúng không ạ? Từ sáng đến giờ tôi trình bày rất nhiều cách để bán. Đa kênh rồi phát triển đội nhóm rồi chạy quảng cáo, đúng không ạ? Tất nhiên quảng cáo để hiệu quả và không hiệu quả. Quảng cáo thì hiệu quả không hiệu quả chưa nói được gì, nhưng mà em cũng cần phải kiên nhẫn thêm, bởi vì nó dù sao nó còn mới nha. Đừng nghe tôi nói nhưng mà lạ không, bởi vì nó còn mới mình phải kiên nhẫn. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi giống như tôi nói, sản phẩm có thực sự tốt hay không, có gây tác dụng phụ hay không, có gây ra ảnh hưởng gì hay không thì hãy làm. Còn nếu mà nó không tốt thì mình cân nhắc về việc không làm, còn tất nhiên mình làm cũng không sao cả, nhưng mà cân nhắc về việc mình có làm hay không làm. Còn kênh thì các bạn thấy đấy, kênh giờ là mọi người đều được public với nhau, từ Facebook đến Google đến website đến YouTube đến Zalo đến Instagram đến báo điện tử, cách nào cũng có livestream group này họ. Có một bạn cũng bán cái kem và sữa tắm trắng ấy, cái sản phẩm giống như kem, dạng kem hoặc là dạng dung dịch ấy. Thì bạn ấy có một cách live stream rất là hay. Đó là bạn ấy cứ live stream ở trong phòng tắm ấy. Tất nhiên không có vấn đề gì cả về mặt hình thể. Bởi vì ví dụ như bạn ấy có thể mặc bikini, các bạn ấy ở trong phòng tắm, bạn ấy cứ hướng dẫn sử dụng. Mà bạn ấy rất là xinh, tất nhiên là cái xinh này thì xin lỗi, tôi nghĩ là bạn ấy cũng đập đi xây lại khá nhiều rồi. Chứ còn nguyên bản thì chắc là nhìn cũng ói luôn. Bây giờ nhìn xinh thì nó đơn giản lắm, đúng không? Còn nó đập đi xây lại rất nhiều. Và bạn ấy làm rất thành công. Và tôi đánh giá cao cái cách làm như vậy, tức là rất là táo bạo. Nhưng các chị bây giờ bảo là vào vùng tắm này chị thì ngại chết thì được. Đấy, bọn trẻ nó thế, nó không sợ gì cả. Nằm trong bồn tắm, trong phòng tắm rất đẹp,
mà phòng tắm đấy chính là sẽ không phục tính tiền. Thế là cứ bôi lên người xong rồi tắm xong rồi cho xe mà da rất đẹp, rất trắng. Chị, các em gái rất là thích. Thế là ok, chị dùng hay là chị còn dùng cho chị, tức là phải tốt. Đúng không? Chẳng nhẽ chị lại dùng cái sản phẩm không tốt à? Thế thì đấy, bắt đầu dần dần đấy, có lượng khách lớn. Xong rồi cứ ngồi đợi live stream. Hoặc là nói về cái thuốc giảm cân. Ngày xưa thì con bé cứ chạy quảng cáo cho con bé ấy, nó chính là đại lý của Hồ với Kiều Anh. Nó có một cách bán hàng rất là thông minh, và tôi tin rằng phần lớn mọi người đều sẽ không làm được. Đấy là quen thân. Quen thân đúng nghĩa đấy. Ngày nào công việc của nó cũng là áp hình và toàn là cái hình rất nóng bỏng. Cứ bể bơi, bikini bể bơi hai mảnh các kiểu, rồi cứ bãi biển, cứ trong nhà tắm, cứ quấn khăn rồi thì trên giường ngủ. Tức là nó không theo kiểu là không có gì hở, không có gì đâu cả. Nhưng mà cứ làm nào mà khoe được nhiều ra thịt nhất thì càng tốt. Mọi người có hiểu ý tôi không? Thế thì trẻ em cực kỳ khát khao cái thân hình đồng hồ cát của nó. Mọi người có hiểu ý tôi không ạ? Tức là bản thân chị em còn rất là thích. Bạn ấy rất là người rất là đẹp, thân hình cực kỳ đẹp luôn. Còn tôi không biết là độ bao nhiêu phần trăm nhá, vòng nào sao vòng đấy rất là đẹp. Chị em thích cực kỳ, hỏi làm thế nào để có thân hình như này. Em dùng thuốc giảm cân xong tốt hơn, bán cực kỳ nhiều tiền luôn. Còn thậm chí bạn có dùng đấy không, dùng nhiều hay dùng ít, hỏi đi được. Ok, nhưng mà người ta khai thác cái lợi thế của bản thân. Và tôi tin rằng nhiều người trong số đây, nếu như các bạn có hình thể đẹp như vậy, các bạn cũng không dám đăng hình như vậy. Nó do tính cách, nó suy nghĩ. Thì tôi ta cũng không nói đúng, nói sai. Nhưng mà để góc độ, nếu chỉ tiếp cận theo một cái góc hẹp là bán hàng, thì tôi nghĩ rằng bạn ấy đã làm rất thành công. Ok, đồng ý không ạ? Tôi nói rất thận trọng, nếu mà mình khai thác dưới một góc độ hẹp và bán hàng thì bạn nói thì rất thành công. Bởi vì tôi không cổ vũ cho việc là các bạn phải quen thân, tôi cũng không cổ vũ cho các bạn phải lan trên phòng tắm, tôi không cổ vũ cho điều đấy. Tôi chỉ đưa ra những trường hợp họ đã làm như thế và họ đã bán được hàng. Còn tôi không nói là như thế là các bạn nên làm hay các bạn không nên làm, tôi không bình luận. Các bạn là người nghe, người tự quyết định. Bởi vì điều này rất khó nói, còn liên quan đạo đức, phạm chủ xã hội, vân vân, tất cả. Còn tôi rất hiện đại, ai làm được kiểu đấy ra tiền chấp nhận được, mình ghi nhận để sau này mình chia sẻ cho học viên, chấm hết. Còn bạn nếu biết như tôi, bán thức giản dân, tôi có làm được không? Tôi không làm được. Tôi không thể nào live stream phòng tắm được, tôi không làm được điều đấy. Góc độ cá nhân của tôi. Đúng không ạ? Tôi sẽ chỉ live stream này. Nếu các bạn khởi nghiệp, các bạn kinh doanh này nọ ok, thì được. Được chưa? Vâng. Thế thì tôi xin phép kết thúc cái phần tiếp theo ở đây. Bây giờ tôi sẽ sang phần một cái phần bài học nhỏ nữa cho các anh chị là lập kế hoạch kinh doanh. Lập kế hoạch kinh doanh, được chưa? Và để bắt đầu thì chương trình này thì sẽ có phần học của các bạn, phần làm việc của các bạn nhiều hơn. Bây giờ các bạn mở tài liệu của mình ra nhé, mở một trang giấy trắng của mình ra. Vậy cái này là tôi sẽ hướng dẫn về mặt lý thuyết, sau đó các bạn sẽ viết vào cái tờ giấy trắng của mình mục tiêu của mình, mục tiêu cá nhân của mình trong năm 2018, chỉ còn vài tháng nữa thôi, và 2019 thôi, không cần xa xôi gì cả, hết 2018 dương lịch và hết 2019 dương lịch, mục tiêu của mình. Mục tiêu thì là gì? Mục tiêu về thu nhập, mục tiêu về công việc, mục tiêu về đội nhóm, mục tiêu về sức khỏe, mục tiêu gì cũng được, nhưng tôi quan tâm nhất đến mục tiêu về công việc và thu nhập của các anh chị. Các anh chị viết ra cho mình cái mục tiêu, thì còn tôi sẽ hướng dẫn lập kế hoạch như thế nào. Kế hoạch thì thứ nhất là phải khả thi. Đừng có ngồi đây viết là tôi tuyên bố mỗi tháng kiếm 1 tỷ. Đấy là điều anh ta không bao giờ thích. Làm gì nó phải thực tế. Tôi vẫn luôn nói với mọi người là tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng kiếm được vừa tiền là tôi kiếm rất giỏi.
không ai phủ nhận được điều đấy. Nhưng bây giờ các bạn bảo là thầy Phan Anh không biết.